Có những cái loa chỉ một cái loa center thôi là 100 triệu, một trăm mấy chục triệu rồi. Nhưng mà quay nhìn nó rất là đã các bạn, nhìn nó mắc nhưng mà chúng ta nhìn và sờ thôi cảm thấy rất là phê. Sau tiếng của nó đương nhiên chắc chắn là sẽ phải rất là hay rồi. Chào mọi người, thì đây là một cái tập mới. Thiên Vũ chia sẻ kiến thức cho mọi người về cái phòng phim. Thì đây là những câu hỏi mà khách hàng thường đặt ra nên mình gom lại và mình làm những video ngắn như thế này cho mọi người có thể tham khảo, hình dung trước khi mà chúng ta đi cần đi tư vấn. Câu hỏi của khách hàng là mức đầu tư bao nhiêu cho một bộ dàn xem phim ở nhà là hợp lý. Thì cái câu hỏi này á, thì theo Vũ thấy á, phòng phim nó vô giá các bạn. Về lĩnh vực âm thanh này nó rất là vô giá. Thì đã gọi là gia đình thì nó sẽ ở mức phù hợp, và Vũ có gặp những cái phòng phim mà vài tỷ cũng có các bạn, mình vẫn có. Nói chung là tùy cái nhu cầu, mỗi người sẽ có một cái đam mê, sẽ chi cho những cái điểm mà mình relax cho cá nhân mình sau những cái ngày, hay là công việc, hay là thưởng cho mình một cái gì đó, sự nghiệp của mình ví dụ hả Vũ như vậy. Thì thường thường những cái phòng phim gia đình á Vũ đang làm thì nó sẽ rơi dao động là đâu đó khoảng tầm cái mà mình Vũ bên Vũ làm thường nhất á, nó sẽ dao động là từ khoảng 100 mấy cho đến 600 mấy đó, thì nó sẽ rơi vào đó. Thật ra nó có những phòng phim nó rơi vào khoảng 1 tỷ, 2 tỷ vẫn có các bạn. Thì nó sẽ phụ thuộc vào cái brand, chất lượng loa, về thương hiệu, về thiết kế, về vật liệu đó, nó rất là nhiều thứ trong đó, và những cái công nghệ nữa các bạn đó. Thì thường thường gia đình á, các bạn về ví dụ mà ngân sách mà đâu đó rơi vào khoảng tầm 30 đến 50 triệu á, thì Vũ khuyến khích các bạn nên sử dụng những cái bộ loa mini. Ví dụ như chúng ta mà muốn gọn gàng, nhà đã xây xong cho gia đình, có những hiệu ứng âm thanh trái phải, phía trước, phía sau, nó trải nghiệm phim nó đúng chuẩn, đúng là 5.1 á, thì chúng ta chọn sao 3 đó. Thì sau đó chúng ta chọn thêm 2 cái surround, hoặc là sao 3 sub thôi, là cái cảm giác khi mà xem bộ phim, những cái bộ phim bom tấn nó có những cái vụ nổ á, thì nó tiếng sub nó sẽ tạo ra những cái tiếng hầm hố, cảm giác là xem phim nó rất là hào hứng các bạn. Và những cái bộ đó thì chúng ta có thể chọn những bộ size mini, thì với những cái công suất nó khá là nhỏ, nó bao gồm ví dụ như 30 mấy triệu, 20 mấy triệu, nó có những cái bộ là có bao gồm receiver 5.1, thậm chí là có hỗ trợ cả Atmos chỉ 20 mấy 30 triệu thôi, nhưng mà cái loa nó size rất là nhỏ, thì nó chỉ phù hợp cho những căn phòng nhỏ thôi, các bạn không sử dụng được cho căn phòng lớn. Nó còn tùy thuộc vào cái diện tích nữa đó. Rồi từ mà 50 trở lên thì các bạn sẽ có những cái size to hơn tí xíu, thì những phòng diện tích ví dụ 15 mét vuông hay là từ 10 đến 15 mét vuông thì nó sẽ rơi đâu đó từ 50 cho đến 80 triệu là các bạn có được một bộ dàn rồi. Tùy theo cái brand chúng ta chọn nữa, nhiều khách hàng chúng ta chọn những cái hàng thương hiệu, hàng xịn, chất âm xịn, thì đương nhiên mà phòng nhỏ thì nó cũng có giá tiền nó cũng hơn cũng rất là nhiều. Nhưng mà Vũ đang tư vấn các bạn ở cái gói ở mức là gia đình, nhà chúng ta đã xây rồi hoặc là đang xây, hay gọi là gia đình có nhu cầu vừa phải để cho con cái hay là lâu lâu về mình relax thôi, có không phải là kiểu là một sự đam mê đó, thì chúng ta cứ gói option nó như vậy. Thì size nhỏ rồi từ 100 cho đến 200 triệu thì chúng ta bắt đầu đi vào cái phân khúc là trung cấp của cái lĩnh vực phim rồi. Thì nó sẽ có nào là loa phân center, loa Atmos. Atmos là loa âm trần nha mọi người. Atmos là những cái hiệu ứng âm thanh trên đầu, thì nó sẽ có như là 4 loa hoặc 2 loa thì tùy theo chúng ta thôi đó. Thường thường là Vũ sẽ làm là 2 hoặc 4 đó. Sau đó nó có sẽ surround, thì tùy theo nữa, nếu diện tích phòng chúng ta bự mà dài như căn phòng Vũ ở sau lưng Vũ đây thì chúng ta có thể sử dụng hệ thống 7.1 đó, thì nó sẽ là thêm surround back và surround ở hai bên hông nữa, thì nó sẽ số tiền sẽ nhân lên. Mà các bạn sẽ thường thường sẽ hiểu lầm là loa là chúng ta chỉ bỏ tiền ra mua loa không. Thật ra mọi người nên lưu ý là khi mà loa càng lớn thì cần phải có một cục công suất gọi là giải mã âm thanh đủ công suất để đáp ứng cho cái loa đó. Nên khi loa tăng thì cái cục đẩy công suất, cục receiver nó cũng sẽ tăng theo luôn, theo giá trị luôn, nên tăng mọi thứ là nó sẽ tăng đều nha mọi người ha. Nó sẽ tăng đều lên. Đó, thì cái giá mà Vũ báo về âm thanh á, thì thật ra cái giá này Vũ báo là bao gồm luôn cả, có thể là có những máy chiếu, ví dụ máy chiếu mà những gói option máy chiếu khoảng tầm 50 triệu thôi, máy chiếu màn chiếu rơi vào đó vẫn có. Thì 200 triệu là chúng ta đã có một phòng phim cũng tương đối là chỉnh chu với một thương hiệu ok. Còn nếu mà những thương hiệu lớn hơn thì chúng ta phải trả một giá tiền thì nó sẽ cao hơn. Đó, Vũ đang tư vấn hình dung cho mọi người hiểu hơn về giá thành. Trên nữa thì các bạn có thể chọn ví dụ như là từ 300 triệu trở lên chúng ta có thể bắt đầu là chạm vào những cái bộ chuyên nghiệp hơn rồi, hoặc là công suất lớn hơn. Thì có những thương hiệu ví dụ như là Monitor Audio nè, Prevo nè, Dali nè, Calip nè, rồi nào là SVS nè, rất là nhiều thương hiệu các bạn được chọn.
Nhưng mà từ 300 triệu lên các bạn có thể chạm được cái gói thấp nhất của một thương hiệu rất là nổi tiếng, đó là MK Sound. MK Sound là một cái hệ thống âm thanh chuẩn THX của một nhà hàng rất là lớn, rất là nổi tiếng. Nhưng mà để trải nghiệm được MK Sound mà chỉnh chu mà hoàn thiện ấy, thì chúng ta phải bỏ tiền ra mua một cái bộ receiver của hãng nữa, thì nó rất là cao, nó đội tiền lên. Thì chúng ta có thể sử dụng cái chất âm của loa MK Sound và sử dụng những cái receiver của những hàng khác để chúng ta phối ghép để cân được cái dòng tài chính cũng như là cái nhu cầu của các bạn. Thì cái này phải tư vấn thì các bạn mới dễ hiểu hình dung hơn đó. Rồi đâu đó sẽ có những cái thương hiệu rất là lớn các bạn. Nói chung là mình sẽ không chia sẻ những cái thương hiệu như vậy, thì mình sẽ hẹn các bạn trong những cái video lần sau. Mình sẽ có một cái video hướng chia sẻ các bạn về những thương hiệu và những cái tầm giá, những cái phân khúc của những cái thương hiệu này, để cho các bạn có thể nắm hơn về cái giá thành của từng thương hiệu cũng như là từng cái phân khúc của thương hiệu đó. Tại vì có những cái loa chỉ một cái loa center thôi là 100 triệu, 100 mấy chục triệu rồi, nhưng mà các bạn nhìn nó rất là đã, các bạn nhìn nó mắc, nhưng mà chúng ta nhìn và sờ thôi cảm thấy rất là phê. Sau tiếng của nó đương nhiên chắc chắn là sẽ phải rất là hay rồi đấy. Rồi thì hôm nay Vũ có chia sẻ cơ bản các bạn về cái tầm giá của những bộ. Thì để mà chính xác hơn, các bạn có nhu cầu, chúng ta đang lúc mà xây nhà hay là nhà đã xây xong, thì cái nhiệm vụ của bên Thiên Vũ, các bạn tư vấn viên á, là sẽ tư vấn những sản phẩm phù hợp với cái căn nhà của các bạn, phù hợp với cái nhu cầu và cái kinh phí mà khách hàng đưa ra. Để mà tư vấn tốt nhất thì Vũ khuyên mọi người đưa ra cái ngân sách đầu tư, để tránh trường hợp là các khách hàng chỉ muốn nhiêu đây mà các bạn tư vấn viên muốn tư vấn những đồ tốt cho khách hàng lại đưa lên những ngân sách rất là cao. Thì đó là lý do Vũ xin phép được tư vấn, thì nên cho Vũ và các anh em tư vấn để có cái thông tin gọi là ngân sách, để tư vấn các bạn phù hợp hơn, để tránh mất thời gian của khách hàng của mình nữa. Đó, đó là một phần. Rồi, thời gian mà về lắp đặt của những phòng chiếu phim á, thì thật ra nó khá là cực các bạn. Về nhất là phần đi dây rất là cực, và đi luồng ống dây đồ này nọ thì tương đối là cực đó. Thì phòng phim chúng ta phải chi trả thêm là khoản tiền công thi công nữa, chứ nó không giống như karaoke chúng ta lắp đến xong đi về, nó khác. Còn những phòng mà đang xây hay là dù đã hoàn thiện rồi, cái phần phim là luôn luôn cái phần gọi là tốn tiền dây, tốn tiền công là phần đó. Đó, các bạn muốn biết rõ hơn các bạn liên hệ. Rồi, ok, thì cái video ngày hôm nay thì Vũ chia sẻ các bạn những cái mức đầu tư như vậy. Để mà các bạn muốn tìm hiểu thêm sâu, các bạn liên hệ đến Thiên Vũ Audio. Nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên bấm like và chia sẻ channel cho Thiên Vũ. Và Thiên Vũ sẽ làm những cái tập tiếp theo về kiến thức trong phòng phim và hướng dẫn mọi người thêm, để trước khi mọi người mua một sản phẩm đưa về nhà một cách là hài lòng về túi tiền, hài lòng về chất lượng và hài lòng về tầm giá. Ok, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.